thanh niên bán trái cây phá tủ kính lấy vàng bước ra đường. Trưa ngày 21 tháng 9, người dân đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chạy vào tiệm vàng Kim Huyền ở đường Nguyễn Trãi, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hình ảnh từ clip cho thấy, sau khi chạy vào tiệm vàng, Sơn đã dùng gạch phá bể tủ kính rồi dùng tay lấy vàng bước ra đường. Sau đó Sơn đã bị người dân khống chế, giao công an địa phương. Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1994, quê Hà Tĩnh khai làm nghề buôn bán trái cây, do nợ nần nên tối ngày 20 tháng 9 đã đi cướp. Qua test nhanh, công an xác định Trần Ngọc Sơn dương tính với ma túy. Hiện Sơn đang bị tạm giữ để điều tra. Toàn bộ số vàng bị Sơn cướp và vứt ra đường đã được thu hồi.